Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Cao Chí Tính, 22 tuổi và 3 đồng phạm, cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang về các tội giết người, mua bán, tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, một người bạn của Cao Chí Tính bị Lê Phúc Phố đánh tại tiệc cưới, nên vào khoảng 21 giờ ngày 23 tháng 3 năm 2022, Tính cùng Phan Phi Nam, Nguyễn Văn Dội và một số đối tượng khác đi tìm Lê Phúc Phố để nói chuyện. Cả nhóm đến một đám cưới ở xã Mông Thọ A, huyện Châu Thành thì gặp Lê Phúc Phố. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã rồi xông vào hỗn chiến với nhau. Tính lấy khẩu súng giấu trong người ra bắn một phát trúng vào ngực trái Nguyễn Văn Do đang đi dự đám cưới gây thủng phổi. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tính 12 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội mua bán, tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tính phải bồi thường cho nạn nhân số tiền trên 150 triệu đồng. Các bị cáo khác là Dội lĩnh 30 tháng tù, Phố 12 tháng tù, Nam 6 tháng 21 ngày tù về tội gây rối trật tự công cộng. Riêng bị cáo Nam có thời gian tạm giam bằng với thời gian án phạt nên bị cáo Nam được trả tự do tại phiên tòa.